ngày 12 tháng 7, Đảng bộ xã Bảo Linh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Chu Thị Thúy Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Thường vụ phụ trách Đảng bộ xã. Trong nửa nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết nhất trí cao, Đảng bộ xã đã khắc phục những khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu và đạt được những kết quả quan trọng. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 1.312,4 tấn, bằng 96,5%. Sản lượng chè búp tươi 601/750 tấn, bằng 80,1%. Trồng rừng 110/350 ha, bằng 31,4%. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ đạt 6/10 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng trên người trên năm, bằng 105%. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế tiếp tục được quan tâm và đạt được những kết quả quan trọng. Xã đạt 15/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Công tác quán triệt các chỉ thị, nghị quyết được triển khai kịp thời. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân được tổ chức đúng luật. Công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc được tăng cường. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ kết nạp được 23 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ xã lên 190 đảng viên. Tiếp đó, Đảng bộ xã tổ chức sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm như phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 1,8 tỷ đồng trở lên, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế, phấn đấu các tiêu chí chưa đạt trong xây dựng nông thôn mới, kết nạp 7 đảng viên trở lên, phấn đấu Đảng bộ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Phấn đấu hoàn thành tốt những mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 20 đã đề ra. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Chu Thị Thúy Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đề nghị Đảng bộ xã Bảo Linh cần quan tâm đến xây dựng nông thôn mới, quan tâm về công tác dạy nghề cho lao động nông thôn, xây dựng và phát huy lợi thế sản phẩm chủ lực của địa phương. Cùng với đó, chú trọng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh để đạt mục tiêu cao nhất là hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 20 đã đề ra, đặc biệt là nhiệm vụ chính trị quan trọng về đích nông thôn mới trong năm 2023.